Hôm bữa có một bạn hỏi mình một câu khá thú vị, rằng giả sử mình sẽ xuyên không tới thế giới của Warhammer 40k, trở thành một vị Primarch nào đó trong thời kỳ đại chinh phạt và phải tìm mọi cách ngăn chặn sự kiện Hallowed Heresy diễn ra, thì mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Nhiệm vụ này khá là khó khăn, nhưng mình sẽ cố gắng thử bằng những hiểu biết vẫn còn ngáo ngơ của mình xem nó có ổn không nhá. Vì thực ra đây cũng chính là đi tìm hiểu về nguyên nhân dẫn tới nội chiến Hallowed còn gì. Cùng bắt đầu thử xem nào. Trước tiên, để không làm tăng độ khó cho game, mình sẽ phải chọn một vị Primarch có đủ khả năng ngăn chặn cuộc nội chiến này tốt nhất. Vì rõ là có vài vị Primarch, kể cả có biết rõ cũng có làm được gì đâu, như Magnus có khi còn báo đời hơn. Nên mình sẽ lựa chọn ứng cử viên sáng giá và triệt để nhất, đó là Howlert. Cái này không phải là khôn lỏi chọn hẳn kẻ phá hoại nhiều nhất đâu, vì không có Howlert thì cũng sẽ có kẻ khác làm mà thôi. Howlert cũng chỉ là lựa chọn tốt nhất của Chaos, vậy thì tội gì mình không đơm luôn lựa chọn tốt nhất này. Vì Howlert có một thứ đáng giá mà không phải vị Primarch nào cũng có, đó là người đầu tiên về với Hoàng đế. Chính nó đã giúp cho Howlert có được tình cảm nhiều nhất của Hoàng đế và đủ khả năng để đại diện cho ngài mà bất cứ vị Primarch nào cũng cần phải tôn trọng, nên rõ là Howlert thì sẽ ngăn chặn tốt hơn. Chúng ta phải xác định rõ Chaos là nguyên nhân trực tiếp nhưng không phải là toàn bộ vấn đề. Vì nếu toàn bộ các vị Primarch toàn tâm toàn ý thì chả Chaos nào cám dỗ được cả. Nói vậy là mọi người hiểu mình còn phải ngăn chặn cả ai nữa rồi đấy. Ưu tiên hàng đầu của mình sẽ tìm ra hành tinh Nusera trước, là nhà của Angron đấy. Tốt nhất là càng sớm càng tốt, nó không quá xa Magcry. Angron về sau Gelerman tới hơn 60 năm nên hoàn toàn có thể tới đây sớm hơn. Điều này là để ngăn chặn Angron bị cấy Butchernel và cũng là cứu rỗi cuộc đời cay đắng của vị Primarch này đầu tiên, vì có thể chính những điều này đã khiến cho Hoàng đế chả thiết tha gì tới Angron nữa. Vì Angron có lẽ mang số phận đáng thương nhất và nó dẫn tới những điều bất hạnh về sau. Như Lemeroth về sớm thì vẫn còn có thể hòa nhập cộng đồng và chín chắn hơn, nên điều này có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Angron. Sau đó là thể hiện một thái độ cứng nhắc và quyết đoán với các Psyker, hạn chế tối đa các liên kết tâm linh xung quanh mình. Điều này không phải để né Chaos, vì chúng muốn thì cũng khó né lắm. Mình chỉ muốn làm điều này là để Hoàng đế thực sự tin rằng mình sẽ xứng đáng với hy vọng của ngài hơn và tiện cho việc khuyên can Hoàng đế. Giao chiếc Hoàng đế về dự án Gateway, điều này khá là khó. Vì nếu biết tới nó thì chứng tỏ là có nghiên cứu tâm linh như Maglert. Mình sẽ phải tìm cách làm sao để chứng minh được rằng mình không có thiện cảm với Psyker nhưng vẫn biết được bí mật này. Lý do hợp lý nhất mình có thể nêu ra là trong một lần chinh phục một thế giới nào đó có liên quan tới những kẻ dùng một cách thức di chuyển hiệu quả hơn, và chắc sẽ giả vờ cọ sát với đám Eldar để có cái cớ nói về vấn đề này. Nói với Hoàng đế theo kiểu cùng một mục đích, muốn Hoàng đế nghiên cứu thử, chứ mình sẽ không tham gia vào, nhưng sẽ thuyết phục Hoàng đế để cho Maglert hỗ trợ. Lý do thì dễ mà, nói với Hoàng đế mấy tật xấu của Maglert, bắt Maglert về Terra, vừa là để giúp Hoàng đế, vừa là để Hoàng đế quản trực tiếp luôn, đỡ đi lung tung. Nhưng để Maglert về Terra thì sẽ cần phải điều Lemeroth ra xa Terra một chút, để hai bên hạn chế gặp nhau rồi lại xích mích thêm. Để Thousand Sun cùng làm với Maglert thì sẽ là ổn nhất, vừa có thể tận dụng được nguồn nhân lực có sức mạnh tâm linh lớn. Tiếp đến là giải quyết nhà bác Loga. Giải quyết Loga thì cũng phải định hướng Hoàng đế từ trước đã, tốt nhất là đi trước một bước, xin phép Hoàng đế tới chỗ Loga để nhắc nhở. Câu chuyện của Loga cũng chưa hẳn là sai ở điểm bắt các thế giới tôn thờ Hoàng đế như một vị thần. Nó đi trái với các nguyên tắc của đại trinh phạt, nhưng cũng không quá ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng là việc Loga phí phạm tài nguyên của Space Marine. Chỉ cần nhắc nhở Loga vẫn thực hiện nhiệm vụ trinh phạt đều đặn, thậm chí có thể cắt cử thêm người hỗ trợ Loga xây dựng các thế giới. Một là để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện một hành tinh mà Loga đã chinh phạt, hai là giúp họ tiếp tục triển khai các cuộc chinh phạt đều đặn để tránh bị Terra nhòm ngó. Bản thân Loga thì không có quá nhiều vấn đề cần bận tâm, tuy nhiên cái đám bao quanh Loga thì chắc sẽ cần phải tiễn đi vài người. Để không gây mâu thuẫn, mình sẽ dàn xếp vài tình huống cho Pharon và tổ tông ba đời nhà Erebus phải bay màu hoàn toàn mà không để lại dấu vết gì. Về cơ bản thì chỉ cần can thiệp sâu vào Angron, Loga và Maglert là đã có thể ngăn chặn được tạm thời các tác động của Chaos tới nhân loại rồi. Tất nhiên nếu không nhắm vào những người này thì chúng cũng sẽ nhắm vào kẻ khác mà thôi. Nhưng chỉ cần Hoàng đế cùng với Maglert hoàn thiện xong Gateway và mình trên cương vị là Howlert có được sự ủng hộ, thậm chí là xây dựng được mối quan hệ thân thiết với Gelerman, Singulus hay Rogadon thì cũng có thể xây dựng thành tứ trụ vững chắc, không sợ bố con thằng nào làm loạn nữa rồi. Với trường hợp của Lion và Alpharius thì chắc là khó can thiệp hơn. Lan thì không bằng mặt sẵn rồi, nhưng vẫn chưa tới nỗi quá xấu. Còn Alpharius thì chắc kể cả có hiểu sơ bộ về đám này rồi,
thì có tiếp xúc thì vẫn sẽ lú mà thôi, không biết đâu mà lần với đám này cả. Nhưng nếu muốn mình xử lý triệt để mọi vấn đề, tức là giải quyết cả những vấn đề của những quân đoàn phản bội khác nữa, thì cũng được thôi. Mặc dù mình không muốn sự hoàn hảo quá ở đây, giải quyết như trên là quá ổn rồi. Giải quyết triệt để luôn thì sợ chính mình cũng bị hoàng đế giải quyết luôn quá. Nguyên tắc là đừng bao giờ tỏ ra quá thông minh hơn lãnh đạo. Mình sẽ cho Pedrabo được nghỉ ngơi và vinh danh Iron Guider. Nếu hoàng đế lựa chọn Imperial Fist chấn giữ Terra, thì đơn giản mình trên cương vị là War Master sẽ công nhận tài năng của Iron Guider và chỉ ra điểm mạnh của họ. Với Fulgrim thì tốt nhất là cho ở gần mình để kèm sát một chút. Mình sẽ tiêm vào não của thanh niên này một khái niệm rằng chiến thuật cũng sẽ là một loại hình nghệ thuật đỉnh cao đặc biệt. Nhiều bạn bảo với mình là báo cáo với hoàng đế là xong, nó cũng đâu có đơn giản tới vậy. Cần phải có bằng chứng cụ thể ở đây là nửa đế chế theo Chaos, thì mới được tính là bằng chứng xác thực, kiểu vậy. Nhưng nếu đã là nhập vai rồi, thì cũng nên làm lốt cho tốt thôi chứ. Ngoài Chaos, thì Xenos như Necron hay Warorg thì vẫn rất nguy hiểm. Mình sẽ cố gắng liên minh với vài Crab War Eldar để phối hợp khám phá và dập tắt các năng mộ Necron. Mình cũng sẽ chú trọng xây dựng thêm cho mình những Sister of Silence để mang theo ngăn chặn Warorg. Đảm bảo Interest không bị xóa sổ và mở rộng sâu lại Auxeria, củng cố Kaya vững chắc ngay từ đầu. Đẹp nhất là cử Abaddon đến đây chấn giữ. Không phải là mình cho Abaddon đâu, mà mình cần có một quan vũ ở Kinh Châu. Với niềm tin lúc đầu của Abaddon thì chắc Chaos cũng khó mà thao hóa được Abaddon. Mình cũng sẽ mở một cuộc họp riêng với từng vị Primarch và yêu cầu tất cả trình bày cởi mở các vấn đề liên quan đến đột biến gen trong quân đoàn để tìm hướng giải quyết. Đây là một vấn đề nhạy cảm, phải biết cách ăn nói thì mới mong các vị Primarch khai thật tình hình. Chúng ta cũng hiểu tại sao Sengulus lại tự mình tìm cách khắc phục mà không nói ra ngoài rồi, nên tốt nhất là phải triển khai theo một phương án của Codex về sau, đó là các quân đoàn hàng năm sẽ phải gửi các mẫu gen về cho Mechanicum kiểm tra định kỳ, phòng chờ các bố thích dấu tới cùng. Những phương án trên nếu được triển khai thì sẽ đảm bảo cuộc đại viễn chinh có thể thành công mỹ mãn, Warquay hoàn thành thì cũng đảm bảo nhân loại đủ lực chống lại bất kỳ thảm họa nào ngay từ trong trứng nước. Chaos cũng tạm coi là triệt để trong vài thiên niên kỷ, có Warquay thì cũng không phải xài đèn tín hiệu thiên văn, thì cũng không lo đám Tizanid bắt được sống thiên văn mà mò tới. Vấn đề còn lại và cũng là khó khăn hơn, đó là lên dần các phương án và xác định kẻ thù lâu dài trực tiếp nên là Lecron. Nhưng nó sẽ khó ở chỗ là chúng chưa thực sự là mối nguy hại, nó sẽ phải dựa vào các chứng cứ của Eldar và phải tìm ra vài hầm mộ để mọi người kiểm chứng. Nhưng khi hoàn thiện tới đây thì mình cũng nhận ra một vấn đề là mình cũng sắp chết tới nơi rồi. Làm gì thở được tiếp mà hưởng thành quả khi hoàng đế sẽ xử lý chính các Primarch. Khi đã có hòa bình cho nhân loại thì chính các Primarch lại là mầm mống cho tai họa về sau. Và liệu bản thân có chấp nhận hy sinh vì lợi ích của nhân loại không? Câu trả lời là vô lý đùng đùng, tận tâm tới thế rồi, thương cha tới vậy rồi, nên rõ ràng muốn được sống tiếp thì lại phải luộc chín hoàng đế mà thôi. Và tới đây, mọi người thấy nó thành một cái vòng luẩn quẩn chưa? Kể cả các Primarch có hoàn hảo toàn bộ thì cuối cùng cũng sẽ bị ép tới đường tạo phản mà thôi. Ngay cả những Primarch có lòng trắc ẩn lớn như Vulcan cũng sẽ khó chấp nhận được điều này. Mọi người đã thấy khi Vulcan nhận ra được bản chất thật sự của Primarch thì ông ta đã làm gì rồi đấy. Giờ thì lại bắt đầu lên kế hoạch xử lý các Primarch trung thành một cách ngu ngốc vẫn chưa nhận ra vấn đề, rồi thiếu nguồn lực đối đầu với hoàng đế thì lại nhớ đám Chaos hỗ trợ thêm thôi. Nên rõ ràng cái phương án muốn đi thật nhanh, bành trướng thiên hà thật gọn, nhưng lại cũng muốn qua cầu rút ván như thế, nó cũng là sai cách rồi. Chính điều đó đã khiến cho sự trung thành không được đảm bảo ngay từ đầu. Làm sao bạn có thể đòi hỏi sự trung thành từ cấp dưới, trong khi chính bạn cũng đang có những suy tính riêng cho mình. Và tới khi đó thì mọi thứ có vẻ còn tồi tệ hơn, không chỉ là 9 quân đoàn mà có khi còn là 3/4 các quân đoàn cũng sẽ phải tìm cách tự bảo vệ chính mình mà thôi. Đây chả phải cũng từng là vấn đề mà chính người Necron cũng đã từng mắc phải hay sao? Nhờ các Kurtan mà Silent King có được giao thức chỉ huy thống nhất, nhưng cái giá thì chát thôi rồi. Nên suy đi tính lại thì nội chiến Hallowed cũng sẽ là điều không tránh khỏi và diễn ra càng sớm thì ít đau hơn. Đó là những chia sẻ của mình về cách giải quyết vấn đề của nội chiến Hallowed và sự thật đằng sau nó. Các bạn có đồng tình với hướng giải quyết của mình cũng như vấn đề thật sự của nội chiến Hallowed này không? Hãy để lại ý kiến để cùng bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.